con rậm rậm cái gì trời, không được kiến ơi, khổ ghê vậy đó. Đi chơi thì phải lên đồ chứ. Đi chơi phải lên đồ. Đang chơi đánh phấn. Đây, mà không cần đánh phấn đâu, đi sinh nhật bạn học cùng lớp thì làm gì mà phải đánh phấn. Rồi. Tự đánh son luôn mấy bà. Không đội mũ đâu. Không ai mà đi. Trời ơi, cái nón này của mày em Hương Hoàng cho. Thôi. Không ai mà đội mũ cả. Học mẹ Hương cái thói mà hay đội cái lúm lên đầu ấy. Thôi bỏ ra sợ lắm. Con phải giống mẹ Hương mày. Không thể chịu nổi. Không chịu nổi nữa bà. Buồn. Kiến ơi, bỏ cái nón ra thì đừng ngồi trước quạt cho nó khô tóc đi. Không có đội cái nón này đi đâu. Đó. Chết mẹ, đi biển hôm trước về hình như bị đen mặt hay sao á. Nếu không biết cái bút kẻ lông mày đâu à. Thì nhiều khi không biết cái bút kẻ lông mày chết đâu rồi mày ơi. À đây. Đầu óc nó cũng hãm lắm. Vừa hôm qua cái bông phấn nâu luôn rồi. Đầu óc kỳ thật đấy.